nhiều gian nan và thật khó đoán. Đam mê gia đình của thằng em đừng cần lo toan. Không dây dưa với tệ nạn vì ta không muốn mình phải linh an. Bán sức khỏe trong màn đêm chỉ để chờ lịch động lưng thang. Liệu có đang say sưa gái gú những thứ ta từng chìm đắm. Qua nhiều câu hỏi đặt ra khi trở về với căn phòng vắng. Nó nói về tao như kiểu cuộc sống thằng này yên bình lắm. Nhưng đâu ai hiểu được câu chuyện sau nụ cười mày vừa nhìn ngắm. Nên tao cho im lặng thay vì bào chữa. Dạo bước trên đường tao đi không làm vừa lòng thằng nào nữa. Em phục quan trên sân cầm mai và tao nhảy vào giữa giáp cho những người yêu tao họ muốn thấy tao ra thêm nhiều bài nữa. Tìm cơm ở nơi đất khách mày biết để đéo phải dễ dàng. Bản tính vẫn còn ưng bướng chưa bao giờ chọn việc dễ làm. Và khi con tim vùng vẫy trong những cuồng quay tao cần phải dễ sang. Một ba là để khôn ra tao không dừng lại vì những lời phê pha. Lớn lên từ đường quê tao không lớn lên từ đường phố. Không để cho đồng tiền dắt mũi và tao đều chọn sống theo kiểu đó. Chọn cách tin vào bản thân để đéo phải đặt niềm tin nhầm chỗ. Vẫn phải học theo cho nó quen để còn tao vẫn sống tự do. Tao sống trọn vẹn từng ngày không muốn bỏ lỡ thêm một giây nào. Tao biết việc đó không tốt nên khuyên thằng bạn tao đừng dây vào. Cơn đau rồi sẽ không mau tương lai nắm chặt trong bàn tay tao. Băng qua cơn mưa tao không ơn thua để một ngày được bay cao. Đường dài nhiều gian nan và thật khó đoán. Đam mê gia đình của thằng em đừng cần lo toan. Không dây dưa với tệ nạn vì tao không muốn mình phải linh an. Bán sức khỏe trong màn đêm chỉ để chờ linh động lưng thang. Liệu có đang say sưa gái gú những thứ tao từng chìm đắm. Qua nhiều câu hỏi đặt ra khi trở về với căn phòng vắng. Nó nói về tao như kiểu cuộc sống chẳng lấy yên bình lắm. Nhưng đâu ai hiểu được câu chuyện sau nụ cười mềm. Tương lai để chọn đường dài nhiều gian nan và thật khó đoán. Đam mê gia đình của thằng em đừng cần lo toan. Không dây dưa với tệ nạn vì ta không muốn mình phải linh an. Bán sức khỏe trong màn đêm chỉ để chờ linh động lưng thang. Liệu có đang say sưa gái gú những thứ tao từng chìm đắm. Qua nhiều câu hỏi đặt ra khi trở về với căn phòng vắng. Nó nói về tao như kiểu cuộc sống thằng này yên bình lắm. Nhưng đâu ai hiểu được câu chuyện sau nụ cười mày vừa nhìn ngắm.